Hello, xin chào tất cả các bác. Chúng ta cùng quay trở lại với game Person Box để tiếp tục cái game cực kỳ hại lão và cực kỳ thử thách như này. Nhìn như lần trước thì mình không nhảy qua được cái nóc tủ. Rồi qua chúng tiếp tục quay trở lại xem có leo đến nóc tủ không. Ok. Level 1. Mẹ gì khi game này rất củ chuối. Nhìn thì cực kỳ đơn giản mà chơi rất là khó chịu. Rồi. Đây là những cái chặng đường đầu tiên. Cực kỳ đơn giản thôi. Đủ. Đủ. Như vậy trước lại hoài gần nửa tiếng hồ mà không đi qua được cái đoạn này. À. Ok. Cái game này khá giống là cái thứ ok đậu mé đậu mé. Những bước đi đầu tiên mà rất là khó luôn. Nhiều người nói rằng cái game này nó chơi khá giống là cái tựa game Happy Birds ngày xưa của anh Đông, nhưng mà mình chơi thấy thì đây game này nó có đồ họa đẹp hơn. Nhất về đồ họa nó đẹp hơn rất là nhiều. Và thứ hai thì chơi nó phức tạp hơn rất là cái Flappy Bird ngày xưa. Đây, như vậy nhiệm vụ chúng ta là trèo lên cái tủ này. Và trèo lên cái tủ này và nhảy đến đây. Lần trước thì mình leo lên đây rồi mình nhảy qua mấy vòng nữa thì không mình không nhảy được tiếp. Đúng, chúng ta bị rơi, okay. Ta bị rơi cái tủ này thôi. Đây ao đây củ chuối rồi đấy. Rồi tiếp tục. Rồi này khá là khó lái đi. Rồi rồi kia đậu mé kia. Chơi cái này rất là nguy, rất là hại màn hình luôn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ leo lên đây. Không với ra đây nhỉ? Yeah, sao có đâu mới được, đâu mới được, đâu mới được. Mà chết mình leo lên rồi, mình leo lên. Giờ sẽ xoay ra đây. Khều ra. Sẽ lấy ra để mình đẩy. Đây chứ đây, đây chứ đây, đây chứ đây chứ. Đây 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 đây. Đây sẽ đây. Đủ máy. Khó vậy. Máy. Nhìn thì rất đơn giản mà khi mà chúng ta thao tác điện thoại cực kỳ khó luôn. Kìa. Quan trọng là phải leo lên cái kia đã. Hẹn nào ấy đây. Rồi. Person Bob người hộp. Mày thằng nó nghĩ ra game của chuối với đáy. Rồi em đéo nhảy sang đây gì nhỉ. Xin được vổ được. Cái này quan trọng là phải vổ được.
Vồ lên. Đồ mẹ. Này cái miếng của thùng nó có tác dụng là nó để nó bám được nhá. Đấy, nhìn không? Cái miếng của thùng nó có thể bám được. Mày đéo nhặt được cái kia. Cái này quan trọng là chỉ có một cái điểm để dính rồi. Rồi mình sẽ xuống đây. Mãi đâu vô được thì mẹ thế mới cú. Đấy, sang được rồi, sang được rồi, sang được. Vừa sang được xong thì mẹ lại rơi rồi. Vừa sang được xong. Ôi, đâu vô được. Đâu vô được, phải vô được cơ. Đâu vô được, mẹ vừa mới sang được xong, mẹ rơi mẹ xuống. Mình nhục kìa. Ôi. Vô lên, vô lên, vô lên, vô lên, vô lên, vô lên, vô 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 rồi. Mẹ treo lên được rồi. Mà rơi xuống mẹ nguy hiểm. Rồi, vô lên đây là mình lên được đây rồi. Lên được lắp tủ rồi các ông ơi. Ok, cái này rất dễ, nguy cơ mày nhảy xuống nhé. Rồi đấy, chuối này sao mà nhảy sang đây giờ. Khổ thế đó. Trời ơi, rơi con mẹ xuống rồi. Thì mẹ lại bây giờ rơi từ nó tủ xuống cái nhục chứ. Bố tổ. Lại phải đi lại từ đầu. Thế mới đều. Trước kia làm gì rơi con mẹ. Rất mạnh thế nhỉ. Dạ, nhìn thấy cho ghét đó chịu rồi. Giờ nhảy lên. Vô được. Vô đi. Vô được. Cái nó vô sang kia được. Cái áo đi mẹ. Vô đi. Đâu thì nó vô được. Cái áo vô lên. Cái áo. Cái áo.
Đéo ra đi lên sang kia được là sẽ đéo ra. Vó. Vó. Ôi giời. Vó. Ôi giời ơi, nó vó được. Vó. Ôi giời. Vó. Kìa. Ơ đù mẹ làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Nhớ lên lên lên. Rồi, về vào đây. Kìa. Chuẩn bị vỏ. Vỏ. Đồ má. Gì đéo nhận được nữa. Hại não phải nhìn. Nhìn lên. Kìa. Sật rõ. Tốt. Đi vào vỏ sang kia cái gì? Đây, mình sẽ vỏ đấy. Tầm này, đấy. Kìa. Mèo thì nó nhảy sang được, nó thêm mèo nào nhá. Kìa. Cứ bồ cái miếu đi. Kìa. Mẹ quyết tâm là này phải vô xem chưa. Kìa. Nhìn lên. Kìa vô. Vô được rồi. Từ. Rồi vô được rồi, Nhảy ra, nhảy ra. Bây giờ leo lên nóc tủ. Mày đéo nhảy lên cái giường kia được nhá. Nhưng mà cứ lên đây mình làm mình bị rơi xuống đấy là sao? Rồi. Chạy lên nóc tủ đã. Đây, chả lên được rồi. Đéo khéo được. Khó thế. Đây khác đéo lên rồi. Đéo chạm gì cả. Rồi con mẹ rồi. Thôi, có lẽ là sẽ dừng cái Person Box đây. Thì có lẽ hẹn các bạn một ngày khác chúng ta tiếp tục leo trèo lên lốc tủ với Person Box. Ok, xin chào và hẹn lại trong các số Person Box tiếp theo. Xin cảm ơn.